Xin chào các bạn. Trong video tiếp theo này, Quốc sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một ID AdMob để gắn vào app kiếm tiền quảng cáo ha. Thì cái giao diện AdMob chúng ta đã tạo xong. Trong cái tài khoản này thì lần đầu tiên để chúng ta sẽ tạo cái ID để gắn vào app kiếm tiền. Thì khi các bạn bật tài khoản lên, trong phần này sẽ có cái nút gọi là Add Your First Ad. Ok. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ tích vào cái nút đó và nó hiển thị lên cái giao diện đó là Set Up A New App. Trong phần này thì AdMob hỏi cho chúng ta là bạn đã publish cái app này lên trên Google Play hoặc là App Store chưa, thì các bạn chọn No đối với những cái app mới các bạn đang code hoặc là đang làm chưa public lên. Ok, các bạn chọn No nha. Sau khi các bạn chọn No xong, nó hiển thị lên một cái phần là Enter Your App Information. Thì các bạn trong phần này các bạn điền cái tên app của mình để check in cái ID, và các bạn chọn platform đó là Android hoặc là iOS. Thì thường mình hay dùng Android. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn phần Android và chúng ta sẽ ghi vào một cái tên app gì đó, ví dụ như mình ghi là Secret Movie Ok, và các bạn chọn Add ha. Sau khi chọn Add xong thì hiện thì lên là một cái app ID. Thì trước hết thì chúng ta để có một ID của cái app AdMob thì chúng ta chọn Next Create As Until. Ok. Rồi, trong cái phần các bạn chọn S until này thì nó hiển thị lên ba cái hình thức của cái quảng cáo ha. Thứ nhất là banner, thứ hai là Easter, thứ ba là word. Ok, thì trước hết mình sẽ tạo ra một cái banner. Các bạn tích vào banner, các bạn gõ ví dụ như là cái S until name thì mình chọn là banner. Rồi. Sau đó các bạn chọn là create unit, thì như vậy nó hiển thị lên một cái ID của banner để chúng ta gắn vào app ha. Đấy, đây là ID của banner. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn add cái ID khác, đó là cái interest, là cái full screen đó. Khi quảng cáo nó hiển thị lên full màn hình luôn. Đấy, mình đặt cái ID này là full screen. Ok, thì nó hiển thị lên một cái ID đó là CA app public và một cái dãy số ha. Rồi. Bây giờ add thêm một cái nữa, đó là cái reward. Reward is phần nó hiển thị reward is là đây là phần quảng cáo nó hiển thị theo kiểu là chúng ta xem video trên game và nhận được cái phần thưởng từ trên game ha. Đây là một cái hình thức mới của AdMob. Ok. Xin chân thành cảm ơn các bạn theo dõi. Các bạn nhớ subscribe kênh mình để theo dõi xem những cái video tiếp theo mình chia sẻ nha. Cảm ơn.